Xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta cùng xem những chiếc xà lan rất là khủng qua cái đoạn Phú Gắt các bạn. Đây là một chiếc xà lan đi biển về nha. Xà lan quá lớn các bạn. Đây là chiếc xà lan của Thanh Bình. Chiếc này 2m8 mà nó cao khủng khiếp trời. Qua cái mái nhà luôn. Quá dữ cái xà lan. Đây là một chiếc phà nhỏ, nó không có bánh lái hay gì đó, chỉ là lái bằng máy không các bạn. Bây giờ cái càng nó không rất là khó khăn nha. Bây giờ chiếc xà lan đã vượt qua được rồi, qua được cái đoạn cua này là khỏe nha các bạn. Mấy chiếc ghe nhỏ đồ rất là sợ nha, qua cái cua này rất là khó lái các bạn.
xe lan này về ngang 5 mét rồi, bốn mấy 5 mét rồi. Chiếc xe lan dầu mini đây, ông chú ông chạy tốc độ luôn các bạn. Đây là một chiếc xe lan dầu chở dầu các bạn. Anh xe lan này nãy giờ anh đợi cầm chừng để những chiếc xe lan và ghe đi xuống hết anh mới dám lên nha, tại vì cái đoạn ở đây nó rất là cái cua rất là hẹp các bạn. Chở khẩm xe lan dầu này ảnh né mà ảnh vô mé bờ luôn nha, lấy lái là được các bạn ơi. Và chiếc xe lan này biên đang chạy rất là sát mé bờ các bạn, tại vì những chiếc ghe đi xuống đánh qua cua này rất là nguy hiểm các bạn. Nước buổi trưa chảy rất là mạnh.
chiếc xe lăn chở đá các bạn, chiếc xe lăn chở đá mạt nha. Chiếc xà lan đi đá nha, 64 tiếp theo chúng ta hãy xem một chiếc xà lan rất là lớn đi qua cái đoạn cua này nha các bạn.
phía trước đang có một chiếc ghe đi xuống nha. Xà lan này rất là lớn mà sơn hai con mắt nhỏ xíu trời. Chiếc này 800 đến 1.000 tấn các bạn. Quá sát cái gai chạm luôn trời, nguy hiểm không. Giờ lại trong nó sắn ra nè, chiếc ghe này đang đi xuống thì có xà lan đi lên nha các bạn. Xà lan đang đánh cua rất là mạnh nha. Giờ là chiếc xà lan nổi nó đang tấp vô nhà luôn nha các bạn. Một chiếc xà lan chở khẩm khá là lớn đang đi xuống. Và chiếc xà lan nổi nó đang đợi ở phía dưới để cho chiếc xà lan này nó qua nha các bạn.
chiếc vỏ chở phế liệu đang chạy qua nữa nè. Thank you.